nó thấy mình làm ăn được là lấy mặt bằng à, mà nó lấy mặt bằng xong nó cho con mình làm đúng cái nghề đó luôn, nó hốt khách của mình luôn. Ừ, mấy cái màn mà thôi anh gửi con em qua tập cái gì chỉ nó nghe, má nó vô học nghề đó mày ơi, tốt bằng mẹ gì, má nó vô học nghề hết luôn. Rồi xong rồi nó vô nó gặp, thứ nhất là gặp khách VIP của mình, nó vô nó lân lân lê lê đồ này nọ tạo quan hệ đồ, mất em ở phòng bên kia lân hậu nhang đồ à, nhớ. Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn. Mưu mô lừa đảo, dreamer làm giàu. Kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. Alo, xin chào quý chị em, gặp lại Duy Nguyễn trong chương trình Lock Kinh Doanh. Mình tập gym mà nói chuyện kinh doanh nó mới hay mấy em. Bây giờ tối ngày tập gym không có bao tiền tập làm gì, đúng không? Anh nói các em rất là nhiều lần. Mày tập gym mày đẹp, mày không có tiền mà mày ngu thôi à. Giờ phản biện gì giờ, đúng không? Nói thì nó lại tự ái. Giờ mấy em nghĩ coi, mấy em đầu tư một gym tốn gì, tốn tiền, đúng không? Không có tiền sao tập. Thứ hai tốn gì, thời gian, đúng không? Thứ ba tốn là gì, công sức và sự nỗ lực, đúng không? Yes. Ba cái tốn đó và cuối cùng làm ra tiền, nào là đầu tư lỗ thế thôi. Trong kinh doanh đó mà lỗ là một không có xui, ngu thì chẳng mẹ nó ngu đi, đúng không? Có nhà đi ơi, cho mượn vài trăm con chi cha mẹ đợi gì em, em ra mở quán cà phê thì lỗ anh ơi, xui quá à. Cái giờ cho nó mẹ nó giảm đi tốt vậy xui. Xong rồi anh đi trả lời một câu mà bây giờ thành quyền tội của mẹ. Cái câu gì không? Đưa nó cái thẻ, gặp cái zip. Cái gì hả? Chỗ phòng ngân hàng nó mày mượn đi. Má nó mượn tiền ngân hàng, mượn tiền mượn tao làm gì má? Hoành tạo nhà. Ăn chơi ngủ nghỉ thoải mái, đừng có tiền, đâu. Cái là cho mày mượn nha. Vậy thì bây giờ kinh doanh nó có hàng trăm hướng kinh doanh. Mà bữa nay hiện tại trong phòng riêng của 12 đẳng cấp dạy năm sau thì nói chuyện kinh doanh phòng riêng đi. À, bây giờ kinh doanh hồng thiêm anh chị sẽ chỉ cho tụi em cái bí quyết đó là kinh doanh hồng thiêm lời từ A tới Z đó, lời từ A tới Z nha. Vậy thì làm sao để kinh doanh hồng thiêm mà lời từ A tới Z? Tụi em nhớ một câu rồi, thằng Duy Nguyễn làm thì tụi em làm được phải cắt lời. Wow, câu này đâu em, câu này có thằng cái tình nói là phàm việc gì khó xử trong thiên hạ, về nhà hỏi vợ làm được lại anh thành công. Đúng không? Mình phải áp dụng. Mình phải áp dụng vào thực tiễn là bây giờ muốn kinh doanh học thêm lời á, là thấy gì Nguyễn làm gì làm được lại, cắt lời. Giờ đi vô từng vấn đề nha, từng vấn đề. Tất nhiên là cái chuyện mà cái tranh phòng gym nó rộng mênh mông rồi, nhiều quá mới nói gì. Giờ nói vấn đề thuê mặt bằng với mua đất. Cái nào lời nha, cái nào lời, nói ngắn gọn đó thôi. Video ngày hôm nay nó là thuê mặt bằng với mua đất, cái nào lời? Tại Duy Nguyễn là gì? Duy Nguyễn nó mua đúng không? Mày làm ngược lời nó, mày thuê chắc chắn mày lời. Suy nghĩ đi, suy nghĩ đi, suy nghĩ đi. Suy nghĩ ra chưa? Tại vì sao? Đơn giản thôi. Bây giờ á, thứ nhất á, mình thuê đất á, mình thuê mặt bằng á, mình là phòng gym á, thì cái số vốn bỏ ra nó ít ông ơi, ông dễ huy động, đúng không? Hợp lý không? Yes. Đúng không? Ví dụ như giờ tụi em sinh viên mới ra trường, đúng không? Cưới vợ khá khá một chút, còn không cưới thì ra bộ quen đó, mượn tiệm được. Nói chung mà dùng cái thủ đoạn gì kèm mày, miễn có tiền thôi. Kinh doanh mà không phải nói anh chỉ nha, anh chỉ ví dụ thôi. Anh chỉ ví dụ thôi. Dạ. Có tiền ít vốn, thuê mặt bằng mở phòng gym, chi phí đầu tư thấp. Tại vì sao mặt bằng thuê rẻ? Nguyên tắc thuê bằng ở Việt Nam anh nói cho tụi em nghe luôn, đề phán với chủ nè. Bây giờ tụi em có lựa bằng thoải mái đi, nó có cái giá thị trường, đúng không? Và tùy thuộc vào nhu cầu tụi em cần hay không cần. Tụi em cần thì tụi em phải thuê giá cao, còn tụi em không cần thì tụi em dìm giá. Nó còn thằng nào cù nhây mất mặt bằng, đúng không? Giống như tụi bay chơi mà tụi bay không, tụi bay phải xác định rằng á, cái mặt bằng đó tụi bay cần hay không cần.
lấy ví dụ mặt bằng đối diện phòng gym Duy Nguyễn đi, ừ mặt bằng đó thấy đẹp quá, cần quá, mình tính toán mình về mình thức trắng đêm nó đi, mình lập trình ra mình coi cái khung bài toán của mình doanh thu mình ok ổn không, nếu mà nó thành công á, nó có lời á thì chụp liền đi, ví dụ cho thuê 20 triệu trả luôn 22 triệu đó, làm hợp đồng dài ra đó, thì vậy thì á em thuê bằng tôi cái vốn nó sạch ra nổi cái tiền đất, tiền location á là 3 tháng tiền cọc hoặc là 6 tháng tiền cọc tùy khi tụi em đàm phán đó. Mình thường đàm phán nhiều đi, mình đập tiền vô cho nó chắc cú đó, ví dụ như 6 tháng mà 20 là 120 đúng không, bé bèo. Còn giờ mua đất chua lắm mày ơi, còn khùng tao mới làm thôi, biết sao tao làm không, tại vì tật anh nó vậy mày ơi, thiên hạ đi hướng đông anh phải đi hướng tây, cái đó là tao thôi à, thành công hay không kệ nó thiệt. Có những cái chuyện á là một cái ngông của tụi trẻ không giải thích được, mấy em thích thì làm thôi à, nên cái hướng của anh tụi em đừng bao giờ làm theo nha. Có thể là tụi em nghĩ anh giấu nghề cũng được, hoặc là tụi em nghĩ anh chỉ tụi em thận trọng cũng được, tùy tụi em thôi. Mà chỉ nói là một câu là cãi Duy Nguyễn ắt thành công. Rồi bây giờ á thì quay lại cái vấn đề mà thuê với mua. Rõ ràng á các bạn nên thuê, tại vì các bạn không chắc đúng không. Khi mà các bạn thuê á là thứ nhất là các bạn bỏ tiền ra ít, mà thứ hai là rủi ro, nếu mà lỗ á rút bên chạy dễ đúng không. Ví dụ như cái BBT building quận 12 đi đó, đang đứng ở đây nè đúng không, tôi phải bỏ ra mấy chục tỷ để tôi đầu tư vô đây, tôi gọi là tôi mua đất rồi tôi xây lên tốn hơn cái năm trời, xong rồi vận động rồi ổ lộn vậy gì quá. Hôm nay coi thật sự ông Bloomberg ông chuẩn bị tranh cử tổng thống Mỹ nên làm chữ dần vận động, kêu là cái chữ gì nè, nói chung là chạy cái building này nó cực khổ lắm, nó không có lời nữa. Đúng không? Ví dụ bây giờ bạn vô bạn thuê cái này, tôi ví dụ thôi nha, tức là cái quy mô mà nhà ở thành phố Hồ Chí Minh á, mà bạn nhìn cái tòa nhà có cao như tôi nè, bự bự như nè, mà xây đẹp như nè, nội thất như nè, là nếu mà giả sử như tôi cho thuê đi bước nhiêu ta, lấy giá hủng nghị thôi, mình lấy giá là bèo thôi đó nha, bèo lắm luôn á, giá ví dụ thôi 200 triệu một tháng, đó là giá ví dụ thôi, giá hủng nghị thôi á, mà với điều kiện ký hợp đồng 995, sau mỗi năm tăng 10%, cọc vô đây 2 tỷ. Cà phê mạnh dữ à, thuê đúng không, nó nhẹ hơn nhiều. Thì để vậy để bạn thuê được cái building này thì bạn cần bỏ cái 2 tỷ bằng cọc, thôi tiền nó nằm ở trong đó, đâu phải là tiền của tôi, tiền bạn tạm ứng vô hiểu không, xong rồi bạn trả chừng 2 tháng tiền nhà thôi là 400 triệu, rồi vô mua máy xài luôn, tiện thấy bà luôn. Bạn biết không, trời đất ơi, mẹ tôi mua miếng đất này tôi ngồi tôi đàm phán với chủ nhà, không mà chị nó nói sao đi, nó lâu nữa, tốn cọc tiền mấy chục tỷ đúng không, mấy chục tỷ hả, rồi còn xây dựng nó lâu nữa, xin giấy phép, chờ giấy phép này nọ, sơn sửa, trời xây cái này nó khổ lắm ông nội ơi, nó lâu lắm. Bạn biết không, khi mà bạn xây như vậy là cái phòng gym á mà người ta mướn mặt bằng, người ta làm xong mất tiêu rồi, người ta vô người ta lấy tiền luôn rồi đó. Nên mình nói về cái vị trí á mà gọi là nhà và đất mà các bạn mới ra mà các bạn muốn kinh doanh mà cho có tiền á thì nên thuê, nói thiệt nên thuê. Nhưng mà khi thuê nó có những cái đặc điểm mà nó rủi ro mà các bạn cần phải biết để cho các bạn thành công và các bạn an toàn trong vấn đề kinh doanh, thì vấn đề đó mình sẽ nói sau nha. Nên giờ nó tóm lại á, cái giải pháp mà mua đất xây nhà xây game là bỏ nha, nó bỏ nha, nói chung là tụi em nên bỏ đi, chứ tụi em làm gì là làm giống anh. Mà tụi em làm giống anh, tụi em cạnh tranh với anh, tao chưa thấy nào có kết quả tốt hết á. Cái đó nói thiệt, anh em chứ cạnh tranh là chơi bứt góc nha, cái nào là cái đó, sòng bài không cha con, cạnh tranh không tình nghĩa. Thế thôi, thí dụ như mấy em đang là fan của anh, mấy em tung hô anh Duy Nguyễn đại đế, anh Duy Nguyễn bàn tế đó, thì anh coi em như là fan cuồng, anh coi em như là hàng ngày mốt em ok. Nhưng mà một lúc nào đó tụi bay nhúng nạnh ra, tụi bay quốc tàu là chết trước á, trước rồi đó, tao với Gia Cát Lượng vậy đó đúng không, tao chết rồi tao phải chém đầu khư, tao chém đầu Ngụy Viên, ghê chưa, má giỡn hả con. Rồi khi mà các em thuê nhà đó lần đầu tiên đi lập hợp đồng đúng không, rung đúng không, nó có hai cái vấn đề sau đây, nhiều vấn đề lắm, hai mà tụi em cần chú ý là thường là về cái giá
đừng để người ta ép nhiều quá, nó theo cái giá thị trường thôi. Rồi chúng ta thương lượng trong khoảng dao động chừng cộng trừ 20%, mình cần thì mình phải chấp nhận thôi theo mắt, mà mình không cần thì mình dùng cái nghệ thuật mình dìm giá từ từ. Ví dụ như chồng cái chủ đất nó đang thiếu nợ banh hay là thiếu nợ ngân hàng gì đó, tụi em biết được những cái đó càng tốt, đúng không? Ép nó. Còn mà gặp thằng chủ nhà nó ban buôn bán bất động sản thì thôi nhịn nó đi, chống mấy thằng đầu cơ bất động sản chưa giờ tốt hết, tại đối với tụi nó là tụi nó tiền không thiếu, mà tụi nó kỳ lắm, dân nhà giàu nó ngộ lắm em, nó thích thì gì nó cho hết á. Mấy em có tiền mua máy ok, mốt máy gì xài cũ gì chán gì mà cho, gì xài cũ gì chán gì mà cho, nhưng mà tao thẳng cho kêu xe ba gác tới tháo máy chở máy về đi, mà tao hồn mà nó ba gai cái một là cái gì nó quất hết á. Nên nhớ nha, có em đi thuê mặt bằng á, nó có hai loại người, một là chủ nhà cho thuê thiệt đó, còn hai là dân bất động sản ôm được mấy trăm tấm gì đó, nó cho thuê từng miếng vô gặp tụi đó khỏi có vẻ đó. Vô gặp mà dân đại gia thì than nghèo kể khổ, em mới ra trường em bị thất nghiệp này nọ, nên chạy ráp được khổ quá vậy, dưới quê bán mấy miếng đất lên đây mở phòng gym sống 3 ngày, anh ơi thương em rồi em bốc này nọ ABC, em mở ra rồi em cho anh tập free, rồi em bảo kê luôn gái con trai của anh gì đó, phải vậy nha. Rồi tới cái hợp đồng á, thường á bạn đầu tư vô một cái khối tiền lớn á thì bạn phải làm cái hợp đồng nó dài ra, mà hợp đồng nó có nhiều cái cách ký hợp đồng khác nhau tùy thôi à. Ví dụ như mấy em ngu anh ép vô mấy em ký cái hợp đồng vậy, anh ví dụ thôi chứ không phải anh ác gì đâu nghe, anh hiền lắm mày à. Ví dụ giờ á thôi Phong ơi, mà vô mày thuê nhà anh đi, thuê 10 năm nha, chứ bây giờ em nghĩ coi, ví dụ em thuê chỗ khác á, em thuê chừng 2 năm mà nó lấy lại cho cha con dòng họ nó làm game mà nó đuổi em ra ngoài, em chết đói thì sao à. Thôi đừng có chơi mấy thằng đó, đời nó khốn nạn lắm, hiểu không? Nó thấy mình làm ăn được nó lấy mặt bằng à, mà nó lấy mặt bằng xong nó cho con mình làm đúng cái nghề đó luôn, nó hốt khách của mình luôn. Ô mấy cái màn mà thôi anh gửi con em qua tập cái gì chỉ nó nha, má nó vô nó học nghề đó mày ơi, tốt mạnh gì ông má nó vô nó học nghề hết luôn. Rồi xong rồi nó vô nó gặp, thứ nhất nó gặp khách VIP của mình, nó vô nó lân lân lê lê đồ này nọ tạo quan hệ đồ, mất em mở phòng bên kia anh ủng hộ nhan đồ à. Nhớ những thằng mà nó cho thuê bằng như nó khốn nạn, mà nó không khốn nạn bằng tao, sao nó khốn nạn bằng tao được, tao chơi vô được ghê hơn nữa, đúng không? Bây giờ thôi Phong ơi, kiếp đồng 10 năm nha em đó, kiếp đồng 10 năm xong trong hợp đồng á ràng buộc nó được trả trước, mà mình ghi cái chữ không được trả trước, nếu mà trả trước thì mày vẫn phải trả hết số tiền 10 năm, đúng không? Xong rồi nhưng mà mình ghi như vậy thấy nó sợ, xong rồi mình phải nói như này mấy em, thôi ghi về cho nó đúng luật pháp thôi, chứ bây giờ em nghĩ coi, em làm hợp đồng dài em yên tâm đúng không, em đổ ở đây bao nhiêu tỷ nè, em mua máy móc nè, em lắp bóng đèn bóng điện quạt máy nè, em làm trần làm tường, em PR marketing quảng cáo nè, đúng không? Thì em ký hợp đồng 10 năm nó ổn rồi, sao mà 10 năm anh renew cho, anh renew giống như tao bán nhà cho mày rồi chứ gì nữa à, đúng chưa? Thì em sẽ không bị rủi ro người ta lấy nhà lại. Còn cái chuyện em bỏ đồng tiền ra làm ăn á thì em phải tự tin. Chứ sao lỗ được, em nghĩ cái phòng gym lỗ cái gì, mẹ mấy cục sắt để 10 năm nó chưa hư nữa, tiền điện nhà nước lấy ra mèo đó. Còn giờ dân nó BT hả, tao thiệt mẹ nó đầy ngoài đường kìa, thằng khốn nạn nào tập 2-3 tuần vô nó đều muốn làm BT hết, tụi nó vô mày nói mày không trả tiền nó cũng làm nữa đó. Mình phải có nghệ thuật mình đàm phán, mình dụ hồi nhỏ ký 10 năm mấy em, thằng nhỏ ký 10 năm đúng không, là nó trả tiền mình đều nó làm lỗ kèm nó đó, nó không được quyền trả một bằng trước, tại vì mày trả một bằng trước á thì phải trả hết tiền cho tao, nó đâu có ngu đúng không, nó đâu có ngu đó. Nhưng mà ví dụ như thằng nó khôn nó nhìn ra được vấn đề đó thì mình phải chơi chiêu thứ hai để mình dụ nó nữa. Chiêu thứ hai là tao cho mày phép sang nhượng mặt bằng, ví dụ như mày làm 7 năm mày thấy lỗ quá, mày có thể mày sang nhượng cho thằng nào đó kệ mày, tao chỉ cần có tiền hàng tháng thôi, tao không cần nào thuê. Thì mày nghĩ có hợp lý không, đúng không? Con người sinh ra dân số luôn tăng chứ không có giảm, mà đất thì không tăng, đúng không? Thì sau này chắc chắn mặt bằng nó sẽ rất là mắc, con người ta đâu phải ở trên trời được, phải ở dưới đất, nên ngày hôm nay mày còn có mặt bằng 535 Lê Văn Khương của tao, đúng chưa? Nhưng mà 7 năm sau hả, xin lỗi mày nha, bây giờ tao hóc môn chưa có nữa con. Nói là bảo đảm nó nghe liền, hợp lý quá, đúng không? Xong rồi mình chơi một chiêu nữa,
trời đất ơi, Việt Nam là dân trí hấp lắm, làm ăn tụi nó chụp giật lắm. Cái cách làm ăn của tao là bên Mỹ đó con, mày không tin hỏi tiệm nail coi nó vậy không đó. Oh really? Bên Mỹ hả? Thuê tiệm nail một cái một hả? Thằng chủ lấy mặt bằng lại, một đống thợ nó chết ngắt luôn, nó không biết đi đâu hết. Nó khổ vậy đó, nên mình làm ăn á là tao bảo vệ cái quyền lợi cho mày thôi. Hả? À, không dính mà lạ đó con. Cái chiêu mà giật mặt bằng người ta giữa chừng là thất đức lắm nha mày. Đúng không? Chiêu của anh á là anh có sự ràng buộc, mà anh còn kích thích cho nó lao động cho nó tốt hơn để nó trả mặt bằng cho anh. Ô, nó trả tiền mặt bằng cho anh. Đúng không? Tính ra đi nó lợi nhiều hơn. Cứ về tính đi bạn, vợ con thoải mái tính đi mày. Rồi ngày mai đó lời anh nha, chứ anh cũng nhiều mối lắm rồi đó. Chứ mày nghĩ ở nhà tao số đẹp nhà 535 số gánh luôn. Đúng không? Khu này sầm quất nè, đẳng cấp nè, ăn chơi nè, nổi cái tiệm dê không? Cái tiệm dê bên kia là một ngày á là nó mấy trăm mấy ngàn khách đó. Nhìn qua đây thấy coi như marketing là quá VIP rồi. À, mày không thêm một bằng này là mày ngu hơn mày thế đâu. Không lẽ mày thuê trong hẻm, đúng không? Trong hẻm mày rẻ được có mấy triệu à. À, mà mày không có được những cái này, thà cái này mày lấy tiền mắc lên khách vô tập, còn trong hẻm mày làm 150 một tháng nó không trả tập, đúng không? Hay làm ăn được không em? Dính không, dính không, dính không? À, khu đẳng cấp sầm uất này nọ, tao nói những lợi thế bất động sản họ nó dính nữa. Thế lại vụ hợp đồng mấy em coi kỹ kỹ nha, còn nhiều cái lắm, chờ chút anh chia sẻ cho tập thêm. Rồi tiếp tục nha. Cái hợp đồng là cái nó rất là phức tạp mấy em. Hợp đồng là gì? Sự thỏa thuận giữa hai bên. Đó, sự thỏa thuận giữa hai bên. Nên trong hợp đồng nó có rất là nhiều cách để mình làm hợp đồng. Nhưng mà khi tụi em thuê hợp đồng mà làm phòng gym hay là kinh doanh món nhậu hay karaoke, cà phê ôm gì đó, thì tụi em phải chú ý tới cái điểm á. Người ta thu hồi một bằng trước thì sao, mà mình trả một bằng trước thì sao? Đó. Thông thường á, ở Việt Nam mình thì nó có tình nghĩa thôi em. Nói chung á thì giờ em làm được á thì em trả một bằng trước á thì em giữ nguyên trạng cho anh. Rồi em cọc nhiêu vậy? 3 tháng phải không? Thôi quên nó đi nha. Quên số tiền cọc 3 tháng đi nha em. Bây giờ đó là của anh vĩnh viễn rồi. Còn ngược lại á thì nếu mà anh lỡ mà anh cho thằng khác mướn á, anh đuổi em á, thì em cuốn độn đi đi. Rồi anh đền cho em lại ba, anh trả cho em 3 tháng cọc và đền cho em thêm 3 tháng nữa. Đó. Cái đó là cái luật thông thường. Còn tùy thuộc vào cái điều kiện mà mình cảm thấy cần hay mình yếu, mình mạnh gì đó, mình đàm phán khác. Ví dụ chủ nhà nó cần cho thuê, mà mình chơi vậy đi. Nói chung mà đập tiền vô mặt nó chứ sao giờ. Làm ăn mà, không có tiền biến nha. Cọc 3 tháng đúng không? Tao cọc 3 năm luôn. Tao đó giờ ông nội tôi cần, tôi mong thuê bằng của ông, tôi thuê thời gian 5 năm, tôi cọc trước trong 3 năm. Ông đuổi trước, ông đuổi tôi, ông báo trước 1 năm. Trên sự thỏa thuận giữa hai bên, chấp nhận đuổi thì được, đuổi không được mà tôi không đi luôn. Đó, hợp đồng ràng buộc sâu với mấy em. Rồi nếu mà ông đuổi tôi á, mà tôi chịu đi á, là ông đền cho tôi 6 năm. Còn ngược lại tôi đền trong 3 năm. Thì đây là một hợp đồng gọi là nó bất bình đẳng. Nó có lợi cho bên thuê mà nó bất lợi cho bên cho thuê. Nhưng mà ai biết được, thằng cho thuê nó cảm thấy nó không nhu cầu đuổi mày, nó thấy vậy nó ăn phận nó ok rồi, nó cũng nhà tao nhiều rồi, tao đâu cần bán nhà đâu, tao đuổi mày chi. Đó, chừng khi nào mà tao con gái tao nó dậy thì nó lớn rồi, nó qua Mỹ nó du học rồi tao mới bán nhà tao cho nó đi du học thôi. Chứ bây giờ tao nhà nhiều rồi, tao cho mày mướn gì luôn thì nó chịu luôn cũng được. Tất cả hợp đồng là sự thỏa thuận của hai bên. Đó, nó dẫn tới sự hài hòa. Mà thường á, thằng đi mướn nó lép với thằng cho mướn nha. Thằng đi mướn nó lép với thằng cho mướn, nhưng mà ngược lại thế giới di động nó đi mướn làm cha thằng cho mướn. Đó. Bởi vì những cái tập đoàn nhà nước cũng vậy. Những cái tập đoàn ở đất nước mình á, là những cái tập đoàn mà nó thuê bằng, mà nó thuê tùm lum á. Mấy thằng đó là ghê lắm, không có giỡn đâu. Ví dụ như em đang thuê nó vô xúc em bài luôn. Em đang làm ngon lành nha. Ngon lành luôn. Chủ nhà nói một câu lạnh lùng, mày dọn đi tao đền. Ghê chưa? Là thằng kia đó đền đó ba. Thằng kia nó alo. À Duy Nguyễn hả? Có bằng đẹp á. Tròn đó thuê là mẹ gì? Nó thuê kinh doanh ngu như chó vậy đó. Nó thuê mặt bằng mày, nó bán quán phở đồ xấu quá. Không có franchise, không có thương hiệu gì trơn á đó. Giờ mày đạp đít ở đây đi, tao đền cho nó 2 tháng tiền cọc. Tao dựng lên một cái FPT Shop bán iPhone 11 512GB. Ba mắt sang trọng hơn nhiều. Thằng chủ nhà nó suy nghĩ chứ. Cũng cho mướn nha. Cũng cho mướn này 20 triệu một tháng.
mà thằng kia nó vô nó lấy 18 triệu một tháng nhưng mà đổi lại được nhà mình đẹp, tỏ ra mình có văn em mình sang nữa. Thôi kệ, đành có lỗi với thằng kia vậy. Đời hả em, nói vậy đó không? Nên cái hợp đồng ở đây anh nói là gì, tụi em chú ý tới vấn đề phá vỡ hợp đồng là cái gì. Bao giờ thằng mà nó đi thuê đó cũng thiệt hết á. Tại vì mày nghèo mày mới thuê, đúng không? Mày có tiền mày chơi với tao rồi. À, thêm cái nữa, những cái giống như là sơn xiết rồi nè, đúng không? Mày thuê vô mày sơn không lẽ bây giờ mày trả bằng người ta mày cạo sơn là chắc chắn mày lỗ đóng sơn rồi. Cùng lắm đèn mày tháo được, đèn ừ ok thích nhưng mà chạy điện sao tháo, đúng không? Rồi mấy cái nhỏ nhỏ sao tháo, giống như cái lúc tao thuê nhà cái cột đâu được đẹp vậy đâu, cái cột xi măng mà, rồi tao ốp cái cột vậy đó, không lẽ giờ tao tháo cái cột? Cái đó là gì? Cái đó là vấn đề là chi phí hoàn thiện mặt bằng, cái đó mất trắng. Đừng có mong nó con, cùng lắm mày tức quá mày đập bể cái cột có loại pha cho bỏ ghét thôi chứ. Mà chơi vậy nó hận đó nha mày. Thằng kia đang cầm tiền cọc mày đó. Đó. Hiểu không? Hiểu bởi gì? Nên bởi vậy á, khi mà tụi em thuê á là tụi em mở phòng gym nó sẽ có lời. Tại vì sao? Tụi bay đầu tư cái thứ rẻ tiền không à, tụi bay đâu dám đầu tư nó mất tiền đâu. Mày mấy sao, mày 10 sao, 10 sao cũng vậy thôi, nó cũng chung một nguyên tắc. Ví dụ như nó ở phòng gym tao 5 sao, mày 5 kẹp mà chứ mày thuê mặt bằng tao bảo đảm mày đầu tư đồ rẻ tiền không à. Mày vô mày sơn cũng chọn loại sơn cùi nữa. Nói chứ sao? Nó đã làm đúng. Chứ không lẽ giờ nó đầu tư phòng gym ra nó thuê mặt bằng mà mày kêu nó chơi nó chơi đồ xịn nha anh Duy. Never có, không bao giờ có. Không bao giờ chơi đồ xịn được nha, nó thiệt với mày, không tin mày gọi lấy tay gõ cọc 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 coi vô nó lại gì vậy. Còn đằng này mày vô nhà tao gõ cọc 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 đi sưng năm đầu ngón tay nha chưa. Đó. Nên người đi thuê nó sẽ luôn thiệt thòi và tụi em phải tính cho nó kỹ. Đừng có chơi trâu quá mà tốn máu, mà đừng có ngu quá đâm ra gì cũng sợ. Có cái thằng đó, nó cưới con vợ về, hai đứa ngu như nhau mà muốn làm giàu. Hai đứa bàn nhau đi mở phòng game, không biết kinh doanh cái con gì hết trơn, cái trời hết đó. Cái chó gì cũng sợ, ra cái thằng kia đi con một phát 400 triệu nó vô nó ăn 200. Thật ngu quá. Biết đi con là gì không ba? Đi co là giống như giờ mày có cái chuồng cái nhà kho nó vô làm mày cái phòng game nó kêu đi co đó. Nó ngồi trên máy tính á, hiểu không? Này nè, hình anh hình nè, hình nè. Nó kêu là đi co, xong rồi đi co xong đâu biết vận hành đâu, thuê nó vận hành luôn, nó liên hệ với an BC cò con, cò nhỏ, cò cha, cò chú gì đó. Tụi nó ăn chia với nhau. Tức là để làm cái đó tốn 200 triệu nó bập thằng kia 400 tại cái thằng kia ngu. Nhiều đường lắm mày ơi. Tiếp tục. Để chúng ta cùng nhau nói nó có lợi thế. Khi mà chúng ta thuê mặt bằng kinh doanh đó, đó là chúng ta mở rộng rất là nhanh. Các bạn chỉ cần một nguồn lực nhỏ thôi, các bạn có thể mở rộng tùm lum tùm la hết. Tại cái chi phí mặt bằng là chi phí rất đắt đỏ. Chi phí rất là đắt đỏ. Mà chúng ta đầu tư mặt bằng mà nếu chúng ta mua đó thì nó chôn vốn nó rất là nhiều. Đó là cách hành vi kinh doanh đó, gọi là nó không có được, không có được gọi là mình thực dụng lắm. Ví dụ như tụi em mở phòng gym này, chi phí đầu tư vô chừng 2 tỷ. Tụi em thuê mặt bằng chừng 2 tỷ tụi em mở được cái phòng thôi. 2 tỷ thì tụi em làm chừng 5. Xong rồi tụi em mượn đâu đó hay là tụi em tích lũy thêm đâu đó, làm thêm cái nữa, cái nữa, cái nữa, cái nữa, cái nữa. Tao bỏ vô 4-50 tỷ tao mở được con cái à. Tụi bay có 4-50 tỷ tụi bay mở được mấy chục cái. Cái đó là sự khác biệt. Nhưng mà chết cũng chết đó nha. Anh Đạt đương nhiên là giờ anh đang bưng bô, lộng bậy. Anh đang bưng gì ta, anh đang bưng phở. Anh đang bưng phở cho cái chủ thuê. Nên anh sẽ nói mặt tốt của cái thuê. Đó. Tất nhiên anh sẽ có một video khác anh nói cái mặt hại của thuê. Tại vì sao? Tại anh là thằng ba phải mà. Thằng ba phải mà. Tao lại mày. Bây giờ mình làm video mình phải ba phải thôi chứ sao. Kiếm view là chính thôi, tụi bay hiểu sao tụi bay hiểu chứ. Chứ hôm qua tao làm video bất động sản vô cò vô đồ chém rồi ba. Cái đó ê thằng Duy Nguyễn kêu mày im nhan, mày để tao làm ăn nhan. Còn mày sống sao cho vừa lòng thiên hạ đây. Nó khổ lắm em. Nên tụi em, nên anh nói chuyện ra là chẳng qua là vui thôi. Trong đó nó có thiệt có giỡn, tụi em hiểu sao hiểu à. Chứ giờ anh nhiều người ghét rồi. Mấy giáo sư trong trường nó cũng ghét nữa. Hôm qua lỡ khịa một cái. Mà tại vì á, anh là người anh sống thực tế. Anh cầm tiền ra anh kinh doanh, anh có trách nhiệm đồng tiền của anh. Anh có thành, có bại, có được, có mất. Đó là những cái điều anh chia sẻ, những cái điều anh trải nghiệm mà thực tế.
đó, làm gì làm suy nghĩ kỹ đi, cầm tiền tới chỗ đó khảo sát mặt bằng, thuê thuê mặt bằng làm bước đầu tiên là phòng gym, thuê là sau khi đi ra công chứng gặp vấn đề nữa, kiểu gì tụi bay cũng tập thôi. Ví dụ như bây giờ mày thuê bằng tao 200 triệu, tao nói thiệt luôn, mày thuê 200 triệu, ví dụ 200 triệu, nhưng mà mày ra mày ký 200 triệu, tao méo ký đâu, tao không ký, đợi mà sao ký được, ký vô đó tao bị bụp thế thu nhập cá nhân cho chết tao à, đúng không? Bây giờ luật nhà nước ban hành lao động thu nhập một tháng, ủa lộn, ờ đúng rồi, một tháng trên 80 triệu là đóng 35%, bao đó đóng 35% thuế đó, là mày tự nhiên mày ký cái bụp cho tao 200 triệu cái là tao đi tập à, đi to giờ về thuế đó mày chịu nha, mày chịu tao ký, đúng không? Tao cho mày thuê 200 triệu là tao cầm số tiền 200 triệu, bây giờ mày ký bắt tao ký 200 triệu mày trả thuế đi, phè không? Ông cố nội mày cũng dám trả nữa, trả đã lên 60-70 triệu nữa hả? Chơi không? Nó sẽ bị problem ở ngay chỗ đó. Thí dụ như mày là công ty mà thuê đó, thì mày cần cái chi phí mặt bằng để mày khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, đúng không? Mà bây giờ tao ký cái đó tao chết, mày được sướng, đâu có màng đó. Thì bây giờ cái vấn đề thuế là vấn đề phải đàm phán. Thí dụ như mày thuê chúng chủ nhà nông dân á, thì khờ khờ á, không biết ký đại xong phát nọ tháng năm kia tự nhiên cha nội bị chi thu thuế cái nó đuổi mày luôn á, cảm giác ngày xưa mày lùa đó, đúng không? Đuổi mày luôn. Nó nên vấn đề đó là các em phải kệ coi lại, có thể là cái trong vấn đề á mà là thuê bất động sản thì phải công chứng nó mới hợp lý, nó mới hợp lệ. Các em nhớ nha, có những thứ cần phải công chứng và có những thứ không cần phải công chứng. Giống như lấy vợ là phải công chứng, nè, độc thân là phải công chứng. Chém gió được, mày nói mày chưa vợ đúng không? Ông mày đòi sọt nhỏ kia nói thôi giờ em cần chồng, em cần trai ABC gì đó. Không, bây giờ anh trước nói anh chưa vợ đúng không? Được, đưa giấy độc thân ở đây, tập liền để ra qua được. Má về đi về lấy cái giấy hồi xưa xong rồi Photoshop chỉnh ngày được không? Nope. Đã. Nên có những loại giấy tờ cần công chứng, có những loại giấy tờ không cần công chứng. Ví dụ như mượn tiền không cần công chứng, mượn tiền không cần, mượn lớn lớn thì ghê ghê phải công chứng, còn mượn nhỏ nhỏ thì không công chứng. Tại sao công chứng mượn tiền phí công chứng nó ăn ba ơi, đúng không? Trời đất ơi, tụi bay với thiệt á, tao công chứng tao tốn mấy chục triệu, trăm triệu chỉ bình thường. Đâu mày nghe sợ chưa, mày nghe mày sợ chưa? Ở đó làm ăn lớn mới biết ba, tao phí công chứng mấy chục triệu, trăm triệu là chuyện bình thường. Nó tính tới phần trăm mà. Số tiền mày giao dịch lớn, số tiền giao dịch là gì? Mày đi mượn nợ là giao dịch đó ba. Tự nhiên người ta đứng ra, ta làm chứng cho cái việc giao dịch này thì mày phải trả tiền phí. Thế thôi. Bây giờ công chứng đâu nghèo đâu. hiểu chưa? Nên cái vấn đề đó tụi em cứ đàm phán với chủ. Đàm phán với chủ, nếu mà chủ mà nó tìm cách mà gọi là không cần đó thì có thể là ở ngoài thực tế nó diễn ra ầm ầm gì. Thôi 200 ký 10 triệu thôi. Nhà tao thích đó, được không? Nhà tao thích đó. Hiện tại nó vậy đó em. Vậy thôi. Còn anh Di không chơi vậy à? Ủa, ký đàng hoàng ba. Ký cái đó không chơi, bởi vì tao ít đi mướn nhà lắm mày ơi. Tao mua không à. Tại vì biết sao, gọi là khi mà thuê nhà nó mấy cái thủ tục đó nó rối mấy em. Nó rối làm không quen. Làm không quen. Ví dụ như giờ đưa giấy tờ ra nó ở nhà mình chỉ Nguyễn thuê 10 triệu. Giang hồ không có nể. Không có nể. Thời buổi này thời buổi mẹ nổ mà mấy em. Mình nổ tiền bự ra, mình có thương hiệu. Mình nổ tiền nhỏ ra, mình nghèo, thà đừng nổ im im. Nhan vui thôi, nó nói giỡn thôi mà. Nhan giỡn thôi mấy em. Thôi kết thúc vlog mẹ đây đi rồi bữa sau có gì nói tiếp. Chứ nói nhiều quá nó nguội cơ ông ơi. Trời ơi, tao lâu tao quận 12 mà chưa tập được chi trơn, toàn nói không à. Mà nói gì nói nha, tới quận 12 tập game đi, nói thiệt. Ở đây anh chùm mời không có nào bằng hết, đi khảo sát chứ ông trời ơi. Nó quảng cáo online thôi ba. À, quảng cáo online tao làm video tiếp theo. Tao sẽ làm video tiếp theo về quảng cáo online cho mày kìa. Tao nói kinh doanh là phải điếm chó trong quảng cáo online. Đó, video sau làm nghiêng.